Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, thì phong vẫn nhắc lại cái thông báo về tạp chí quốc phòng những quý vị nào đã email về và đã à, và chuyển ngân về cho à, t, tnp channel qua cái địa chỉ là trần nhật phong đạo diễn at yahoo com để mà mua tạp chí thì à, quý vị nào chuyển ngân qua paypal vui lòng à, email lại và cho biết tên của quý vị địa chỉ của quý vị cũng như tên nickname của quý vị trên cái hệ hệ thống paypal để chúng tôi cập nhật tên quý vị vào trong cái danh sách gửi báo trong à, cuối tuần này đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, có một khán giả tên là Điệp Vũ đã chuyển ngân cho TNP Channel nhưng mà chuyển ngân qua Gel với cái địa chỉ lại là là EOL thì không đúng. Quý vị là làm ơn chuyển lại là nếu quý vị chuyển qua Gel thì sử dụng cái yahoo.com còn nếu chuyển qua PayPal thì mới sử dụng cái EOL. Do đó thì khán giả tên là Điệp Vũ vui lòng liên lạc lại với lại TNP Channel để biết thêm chi tiết và cảm ơn tất cả các khán giả đã liên tục gửi email về để mà đặt mua tạp chí quốc phòng của TNP Channel sản phẩm đầu tiên của TNP à, phát hành ra công chúng vào tháng 3 này. Cảm ơn tất cả các thính giả và một lần nữa địa chỉ liên lạc là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com đó là cái thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là bộ trưởng tài chính bà Janet Yellen tuyên bố là ngân hàng Hoa Kỳ đã ổn định sau một cái giai đoạn bị hỗn loạn Hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ đã trở nên ổn định sau khi mà có sự thất bại của hai ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank à, trong cái kỹ nghệ của tài chính, bà Bộ trưởng về tài chính là bà Janet Yellen đã nói với lại các nhà cho vay tức là các cái công ty về cho vay vào ngày thứ ba, việc sụp đổ của hai cái ngân hàng này dẫn tới cơn khủng hoảng về niềm tin và có rất nhiều những khách hàng à, đã bắt đầu có hành động rút tiền của họ ra một số những ngân hàng. Tuy nhiên, con số này không lớn và chính phủ đã đầu tư vô và khiến cho à, gây dựng lại niềm tin. Tuy nhiên thì cái cơn hỗn loạn này chỉ là giai đoạn ngắn và bà Yellen cho biết là tất cả hệ thống ngân hàng đều hoạt động ổn định sau khi mà bà nói chuyện với lại cái à, tổ chức có tên gọi là American Bankers Association gọi tắt là ABA tức là hiệp hội các ngân hàng ở tại Washington à, việc mà cần thiết nhất là chúng ta bảo vệ cho cái hệ thống ngân hàng bà đã lên tiếng cho biết và tương tự những hành động như vậy đã có những cái cảnh báo về những cái ngân hàng nhỏ hơn có sẽ thể sẽ bị tổn thương khi mà người dân cảm thấy mất niềm tin và bà đã nói chuyện với lại cái tổ chức này trong đó bà nói rằng hệ thống ngân hàng chúng ta còn rất mạnh mẽ và vẫn gây gây dựng được niềm tin so với một số những ngân hàng nhỏ đã bị sụp đổ sau sự sụp đổ của SVB thì bộ tài Chánh và quỹ dự trữ liên bang cũng như là cái tổ cái cơ quan đặc trách về cái bảo hiểm của ngân hàng là FDIC đã có sự hợp tác đưa ra các chiến lược để mà bảo đảm cái tiền vào tiền ra của khách hàng vẫn được duy trì và trong đó bao gồm luôn cả việc mà tương tự như vậy ngoại trừ cái trường hợp của Signature Bank. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của bà Janet Yellen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cũng liên quan ngày hôm nay thì các viên chức của Hoa Kỳ đã bắt đầu công bố đầy đủ tất cả cái việc mà bảo hiểm của cơ quan fdic cho tất cả những người ký gửi tiền trong ngân hàng các viên chức hoa kỳ đang tìm hiếm các đường hướng tạm thời để gia tăng cái việc cover tức là cái việc mà bảo đảm của cái à, hệ thống à, bảo hiểm về các cái à, trương mục trong cơ gàng à, có thể bảo đảm cho tất cả những người ký gửi tiền theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg cho biết bộ tài chánh và các nhân viên đang nghiên cứu về các cái quy tắc của liên bang làm sao có đầy đủ tất cả những cái thẩm quyền cần thiết khẩn cấp để mà đưa ra ít nhất là với cái mức quy định của fdic là dưới 250.000 mỹ kim họ sẽ không bị ảnh hưởng và điều này đang là một cái mối chia để sâu đậm ở trong quốc hội và trong bản báo cáo vào ngày thứ hai cho biết và trong đó thì một trong những cái à, khung pháp lý mà có thể à, để gia tăng cái quyền hạn và bảo đảm của FDIC sử dụng cái à, quyền của bộ tư pháp à, xin lỗi quý vị của bộ tài chính để đưa ra những hành động khẩn cấp kịp thời nhằm ổn định tất cả các ngân quỹ của những người dân ký gửi tiền vào ngân hàng. Các giới chức đã không cho biết là những cái phương pháp nào đưa ra, tuy nhiên họ đang nhìn lại tất cả những cái khung quy tắc và đưa ra những cái bước cần thiết để giúp đỡ cho các ngân hàng tránh tình trạng mà có cái tình trạng rút tiền một số lớn hoặc là có những cái hành động được xem là có thể gây tổn thương cho hệ thống ngân hàng. Việc này diễn ra giữa lúc mà đang có cái sự nghi ngại bởi một số những khách hàng cho rằng là việc sụp đổ của hai ngân hàng trên có thể dẫn ra một cái uh, biến động di truyền tức là người dân sẽ đi tới tất cả các ngân hàng trên toàn quốc để mà uh, rút tiền của họ ra và điều này đã vốn đã từng xảy ra trước đây khiến cho ngân hàng Washington Mutual đã bị sụp đổ dẫn tới cơn khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên thì Bộ Tài chính cho biết là họ đã tăng cường rất nhiều cái nguồn vốn của FDIC để bảo đảm cái tiền ký gửi của tất cả khách hàng đều không bị ảnh hưởng nếu số tiền đó dưới 250.000 Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và được chú ý nhất ngày hôm nay vẫn là những bản tin liên quan tới cựu tổng thống donald trump một trong những ngôi sao hài hước nổi tiếng của hoa kỳ là nam tài tử chris rock người đã từng bị will smith tát vào tà mặt ở cái giải oscar năm ngoái đã lên tiếng và nói rằng là một điều rất ngu xuẩn khi mà có ý định bắt giữ đối với cựu tổng thống donald trump Nam tài tử Chris Rock đã lên tiếng và so sánh trường hợp mà muốn bắt giữ cựu tổng thống Donald Trump với ngôi sao nhạc rap là Tupac Shakur và gọi các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ là ngu xuẩn khi mà muốn bắt giữ ông Trump và điều này sẽ làm gia tăng cái sự nổi tiếng của ông Trump. Năm nay 58 tuổi, nam tài tử hài hước này đã... <laughs> nói về cái tiềm năng bắt giữ mà phía các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đang muốn và họ cũng đã hiện diện trong cái buổi uh, phát giải thưởng liên quan tới một cái uh, giải thưởng rất cao quý dành cho cái ngành hài hước ở sân khấu và trên màn ảnh gọi có gọi là Mark Twain prize tức là đây là một cái giải thưởng dành cho tất cả những người phục vụ trong sân khấu. quý vị có sẵn sàng bắt giữ ông trump chưa? ông anh Chris rock đã lên tiếng hỏi với uh, uh, các cái uh, người khán giả ở trong cái hậu trường ở cái hậu trường trong đó bao gồm luôn cả bà nancy và đang có mặt trong đám đông khán giả ở dưới. quý vị nghĩ rằng quý vị uh, đang làm điều này cho ông ta được nổi tiếng hơn và đó, nó nó cũng tương tự như quý vị đã từng bắt giữ uh, nam tài nam uh, nhạc ca sĩ nhạc rap là tupac và ông ta sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Quý vị có khùng điên và ngu xuẩn như vậy hay không? Kiss Rock đã đưa lên lên tiếng và nói rằng Việc mà ông Trump trả tiền cho cái cô gọi là Stormy Daniel Trong cái vấn đề mà bầu cử năm 2016 Để che đậy cái mà anh Khrushchev gọi là cuộc ngoại tình Anh ta nói đây là điều lãng mạn Chúng ta đều bị à, có những cái hành động được xem là che giấu Và quý vị có nghĩ rằng là và quý vị có mong muốn Mong muốn rằng cái người mà à, có, có, có cái gọi là ngoại tình sau lưng quý vị Sẽ trả tiền cho ai đó để mà che đậy lại cái câu chuyện này Rồi quý vị lại không tìm ra được biết là một trong những cái giải thưởng nổi tiếng là Mark Twain Prize đã vinh danh một số những nghệ sĩ về hài hước ở trong đó bao gồm luôn cả Richard Pryor, Woody Goldberg, Bob Newhart, Carol Burnett và Dave Chappelle là những người đã có mặt để nhận giải và giải thưởng này đã được phát hình trực tiếp sẽ được phát hình trực tiếp trên đài truyền hình CNN vào ngày 26 tại tháng 3 và trong đó thì Chris Rock đã lên tiếng và nói rằng là một điều ngu xuẩn thì nếu quý vị muốn bắt giữ ông Trump với những cáo buộc được xem là vu vơ liên quan tới một cái vụ được xem là che đậy ngoại tình năm 2016. Đó là một trong những lời phản ứng của nam tài tử Chris Rock. Cùng một lượt thì nhân viên mật vụ và lực lượng cảnh sát LYPD đã họp để mà thảo luận vấn đề an ninh trong việc mà có khả năng là truy tố ông Trump vào tuần tới các nhân viên mật vụ và sở cảnh sát New York tức là NYPD đã có sự phối hợp về các cái dự tính an ninh trước tiềm năng là có thể sẽ có hành động gọi là truy tố đối với cựu tổng thống Donald Trump theo tường trình của đài ABC à, hệ thống này à, cho biết rằng là đại diện của các cơ quan này đã có cuộc thảo luận vào hôm thứ hai về cái lộ trình à, trong trường hợp mà tổng thống Trump bị truy tố và chi tiết là làm cách nào cựu tổng thống Trump có thể tới à, đầu thú ở trong cái tiến trình này và an ninh được bảo đảm ở trong cái phòng tòa án và trong đó tờ political báo cáo rằng chúng tôi thảo luận à, làm cách nào để mà ông Trump có thể bước vào đây. NYPD được xem là đang đối diện với một cái cuộc biểu tình đầy nổi giận khi mà có tin là ông Trump sẽ bị truy tố và trong đó gần như họ đã bắt đầu thiết lập những cái hàng rào xung quanh ở Manhattan ở khu vực tòa án nơi mà ông Trump có thể sẽ bị công tay bắt giữ nếu như ông xuất hiện khi mà đơn truy tố ông chính thức được nộp trên tòa và hiện nay tất cả những cái vấn đề an ninh chính vẫn đang diễn ra và quý vị không biết được có bao nhiêu người sẽ tới đó và chúng tôi cần phải chuẩn bị cho bất kỳ một cái kịch bản nào. Và hôm thứ Bảy thì cựu Tổng thống Trump đã bỏ trên trang social media cho rằng là ngày thứ Ba, tức là ngày hôm nay, ông có thể bị bắt giữ. Tuy nhiên thì đại truyền hình Fox cho biết là nó có thể dời lại vào tuần tới. Và một phát ngôn viên của LYPD cho biết rằng là họ cần phải có một cái mạng lưới công cảnh sát khổng lồ để mà có thể bảo đảm cái vấn đề gọi là an ninh trật tự giữa lúc mà có thể sẽ có những cái cuộc biểu tình bùng nổ lớn tại New York. Trong khi đó thì thị trưởng Eric Adam và các viên chức cảnh sát À, nói rằng họ sẽ thảo luận về vấn đề an ninh và không để cho bất kỳ một cái đe dọa bạo động nào diễn ra trong thành phố mà có liên quan tới cái tiềm năng truy tố đối với cựu tổng thống Donald Trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và ngay sau khi mà có lời yêu cầu của phía hạ viện thì à, văn phòng DA và người à, biện lý à, đã lên tiếng và phản ứng lại với lại cái à, phản ứng của đảng Cộng hòa văn phòng biện lý ở tại Manhattan và người đứng đầu văn phòng điện lý này là Alvin Pratt đã lên tiếng sau khi mà có cái báo cáo rằng tổng thống Trump có thể bị truy tố. Chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ một cái mối đe dọa nào phá hủy tiến trình về pháp lý. Đó là phát công viên của ông Pratt đã đưa ra với lại các hãng thông tấn và cái cả các cơ quan truyền thông rất nhiều những cái uh, uh, tin sai lạc đã được đưa ra. Tuy nhiên thì về thẳng thắng thì thành phố New York vẫn là thành phố an toàn nhất ở trên Hoa Kỳ. Mặc dù ông ta tuyên bố như vậy, nhưng bản báo cáo mới nhất vào tuần trước cho thấy rằng là thành phố New York được xem là đã gia tăng cái mức phạm tội của họ năm 2022 lên tới 22% so với năm 2021. Thành phố này đã có 433 vụ sát nhân vào năm ngoái với 11% được xem là mỗi năm. Tuy nhiên thì con số được xem là cao nhất và các cái dữ liệu cảnh sát cho thấy riêng trong thành phố New York đã có 295 à, vụ à, sát nhân à, so với lại à, 200 318 vụ sát nhân của năm 2018 và 2019 và hiện nay thì à, con số này đã lên tới 462 vụ trong năm 2020 và năm 2022 là 433 vụ trong đó thì à, tuần trước thì cho biết rằng là ông trump có thể sẽ bị truy tố và bị bắt giữ tại đây tuy nhiên thì phía của ông kevin mccarthy chủ tịch của hạ viện đã lên tiếng và nói rằng là văn phòng công tố viện đã bỏ mặt tất cả mức độ tội ác đang càng lúc càng tăng ở thành thành phố new york đổi lại họ chỉ tập trung vào một cái vụ án mà vốn đã cũ để tìm cách gọi là bắt giữ ông Trump và gây ra một cái tình trạng gọi là uh, thiên vị về chính trị nhờ kẻ này uh, cái người này đang cố tình tạo ra cái mà ông ta không để ý tới cái tình trạng những tội ác đang gia tăng tại New York và ông ta chỉ uh, tự hào rằng ông ta đang có uh, cái hành động được xem là nhắm vào ông Trump mà thôi ông McCarthy đã phát biểu về ông Pratt trong cái cuộc nói chuyện này đây được xem là một trong những cái uh, biến chuyển mới nhất liên liên quan tới khu vực của thành phố New York và phản ứng của văn phòng biện lý sau khi có áp lực từ công chúng. Cùng một lượt thì viện Ramushen đã đưa ra cuộc thăm dò tại Arizona cho thấy là Tổng thống Trump đã dẫn trước ông Jordan con số rất là cao sau khi mà có tin là ông Trump sẽ bị bắt giữ. Một cuộc thăm dò vào tuần trước công bố là nếu như cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra ngày hôm nay, đa số cử tri tại Arizona sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Trump nhiều hơn so với ông Joe Biden. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi Địa viện Ramusen Report, trong đó thực hiện ngày 13 và ngày 14 Tây. Và với 1.001 cử tri của Arizona, 39% nói rằng họ bỏ phiếu cho Joe Biden. Tuy nhiên, 50% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump cuộc thăm dò này diễn ra ở trong cái tình trạng của Arizona và đảng Cộng hòa tại Arizona cho biết cái cái vấn đề xảy ra năm 2022 ở quận Maricopa đã khiến cho nhiều người đã tỏ nổi giận và họ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa gần 55% nói rằng các cái vấn đề xảy ra trong cuộc bỏ phiếu và giữa mùa vừa qua nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lá phiếu của họ chọn tổng thống trong năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới à, cụ tổng thống Trump và cái à, mức độ ủng hộ của ông đã tăng lên sau khi có tin là văn phòng biện lý ở tại Manhattan quyết định là sẽ truy tố ông vào tuần tới cùng một lượt trong ngày hôm nay thì giám đốc điều hành công ty tiktok cho biết là công ty này đang đối diện với giai đoạn khó khăn và chưa biết được là sẽ như thế nào. Giám đốc điều hành của công ty tiktok là Susan Cho nói rằng công ty mạng xã hội này đang đối diện với một cái giai đoạn khó khăn giữa lúc mà có hàng loạt các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc ban cấm cái trang app này ở trên toàn quốc cho vấn đề lo ngại về an ninh quốc gia. Ông Cho cho biết là cái trang tiktok này vào ngày thứ ba đã có khoảng trên 150 triệu người sử dụng tại Hoa Kỳ. Và gần như ông ta nói rằng phân nửa người dân Hoa Kỳ đang sử dụng TikTok. Ông ta đã ra điều sẽ ra điều trần vào ngày thứ năm trước Quỹ ban đặc trách về năng lượng và thương mại. Trong đó, thì một số chính trị gia đã bắt đầu đưa nói chuyện về việc ban lệnh cấm TikTok và giờ đây TikTok đang có tới khoảng 150 triệu người. Đây là lời tuyên bố của giám đốc điều hành công ty TikTok và trước đó thì tòa Bạch ốc đã đưa ra một cái đề nghị là công ty này nên bán lại cho một công ty của Hoa Kỳ, nếu như không họ sẽ bị cấm toàn diện trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay. Chủ tịch của Hạ viện Cộng hòa Czech đã có mặt tại Đài Loan để thăm viếng đảo quốc Đài Loan. Bản tin từ ở Praha cho biết là Chủ tịch Hạ viện của Nghị viện Cộng hòa Czech dự tính là sẽ viếng thăm đảo quốc Đài Loan để gia tăng các mối quan hệ. Người này có tên là Marketa Bekarova Adamova cho biết vào ngày thứ hai là bà sẽ dẫn đầu một phái đoàn viếng thăm đảo quốc Đài Loan từ ngày 25 cho tới ngày 30 tây tháng 3 và chuyến đi này tập trung vào vấn đề thương mại, à, mậu dịch, nghiên cứu, giáo dục, văn hóa và một số những mối quan hệ khác. Bà cho biết rằng là bà sẽ cùng với một cái phái đoàn rất là đông đảo gồm 150 người, à, bao gồm các đại diện ở Hạ Viện và trên 100 công ty của Cộng hòa Czech cùng với các nhà trí thức và các nhà lập pháp. À, Cộng hòa Czech được xem là một trong những quốc gia à, không có bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Tuy nhiên, họ vẫn là có mối quan hệ kinh tế rất mật thiết với Đài Loan, đặc biệt là các công ty về kỹ thuật cao của Đài Loan đã đầu tư rất nhiều vào Cộng hòa Czech. Và bà Beranova Akadoma Adamova nói rằng bà sẽ gặp gỡ với nhà các nhà lãnh đạo của Đài Loan, bao gồm luôn nữ tổng thống Thái Anh Văn và kể cả thủ tướng của Đài Loan. Bà sẽ có lời phát biểu trước nghị viện của Đài Loan. Và bà nói rằng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về cái chuyến viếng thăm của bà. Tuy nhiên, thì bà cho biết rằng lời cảnh báo Trung Quốc không ảnh hưởng tới bà. Chế độ cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng và chỉ trích cái uh, uh, cú điện thoại giữa uh, thời gian gần đây giữa tổng thống đắc cử của Cộng hòa Czech là ông Peter Pavel cùng với bà Thái Anh Văn. Và trong đó, ông Pavel nói rằng ông có thể sẽ bay tới Đài Loan trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy là Trung Quốc càng lúc càng nổi giận khi có nhiều quốc gia đã bắt đầu có hiện diện và hỗ trợ cho Đài Loan. Cùng một lượt thì một cựu cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ lên tiếng khẳng định là Hoa Kỳ vẫn đứng chung một cách chắc chắn đối với Đài Loan. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng chung với Đài Loan một cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của Tổng thống Trump là ông Robert O'Brien đã nói với bà Thái Anh Văn vào ngày thứ Ba. Bà Thái Anh Văn đã lên tiếng và đã đón chào cả phái đoàn của cựu giới chức của Hoa Kỳ trong đó, bao gồm luôn cả ông O'Brien và một số những nhân vật khác có mặt ở trong cái văn phòng phủ tổng thống để thúc đẩy cái nỗ lực quan hệ giữa song phương. Theo tường trình của đài radio của Đài Loan gọi tắt là RTI cho biết như trên, ông O'Brien mô tả mối quan hệ mạnh mẽ và lâu đời đồng thời sẽ chấm dứt bắt đầu của đài loan với lại của hoa kỳ bắt đầu từ khi mà chấm dứt đề nghị thế chiến và vị cựu cố vấn an ninh quốc gia này nói rằng cái giá trị quan hệ với đài loan vẫn là một cái giá trị quan trọng trong cái chiến lược mở rộng về tự do hàng hải ở khu vực indo pacific và theo tường trình của ông o'brien thì ông có thể bảo đảm rằng hoa kỳ vẫn tiếp tục đứng bên cạnh đài loan và trong đó ông nói rằng cựu tổng thống Donald Trump và ông tổng thống đương nhiệm hiện nay vẫn có rất nhiều những cái hỗ trợ làm việc cho đảo quốc Đài Loan và ông mô tả quốc gia Á châu này là một cái nền dân chủ điển hình tại Á châu, trong đó bao gồm chế độ pháp trị, quyền tự do đối đầu với lại những chế độ độc tài toàn trị và Hoa Kỳ luôn vui vui rất là hoan nghênh khi làm việc với Đài Loan và nếu như chế độ độc tài toàn trị tấn công đảo quốc Đài Loan, ông nói rằng hy vọng nó sẽ không xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra thì người dân Hoa Kỳ sẽ đứng chung với Đài Loan. Đây là chuyến viếng thăm khá quan trọng của ông O'Brien tới đảo quốc Đài Loan và gặp gỡ với bà nữ tổng thống Thái Anh Văn. Cùng một lượt thì Đài Loan đã bắt đầu có cuộc tập trận sử dụng các chiến đấu cơ của Pháp để ngăn chặn tất cả những cái cuộc tấn công hoặc xâm nhập của kẻ thù vào hải phận và không phận của Đài Loan. Trung Quốc vẫn tiếp tục gửi các cái uh, chiến đấu cơ và các tàu chiến của họ vây hãm xung quanh khu vực eo biển Đài Loan, tuy nhiên đã không xâm nhập vào trong cái không phận và hải phận của Đài Loan và phía lực lượng không quân của Đài Loan cho biết họ đã bắt đầu có cuộc tập trận với các chiếc máy bay do Pháp chế tạo gọi là Mirage 2000 để thực tập tất cả những cái hành động ngăn chặn các máy bay của kẻ thù có thể xâm nhập vào không phận của họ. Cuộc tập trận này diễn ra 5 ngày 4 đêm và bắt đầu từ ngày thứ hai và nó sẽ <laughs> là một cái phiên bản được xem là nhỏ hơn cái cuộc tập trận thường niên của Đài Loan gọi là Han Quan theo tường trình của phía Đài Loan cho biết vào sáng ngày thứ ba thì cái căn cứ không quân tại Hien Chu cho thấy rằng là các chiếc Mirage cùng với lại một số những cái chiếc chiến đấu cơ của Đài Loan gọi là IDF đã bắt đầu có những cái cất cánh từ phi đạo trong cái kịch bản là sẽ ngăn chặn tất cả những chiếc máy bay của kẻ thù xâm nhập vào không phận của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt, trong lúc mà Đài Loan đang có cuộc tập trận thì Trung Quốc lại có thêm 10 chiếc máy bay quân sự và hai chiếc tàu hải quân tiếp cận vào trong cái khu vực vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là 10 chiếc máy bay của Trung Quốc và hai chiếc tàu chiến đã vây ở khu vực eo biển Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ hai cho tới 6 giờ sáng ngày thứ ba. 10 chiếc này đã được phát hiện ở vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. À, theo tường trình cho biết, thì một chiếc là chiếc giám à, à, trinh sát cơ chống tìm thủy đỉnh gọi là à, Shanxi cùng với lại một chiếc tron gọi là BZK 005 đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phía nam của Đài Loan cùng với một chiếc chống tìm thủy đỉnh gọi là chiếc tròn gọi là Harbin Z9 cũng đã bắt đầu à, xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không. ngay lập tức thì à, lực lượng của Đài Loan đã phải gửi chiến đấu cơ tàu chiến và kể cả cái hệ thống phòng thủ ở trên mặt đất để quan sát tất cả những biến chuyển này đây được xem là vần lần xâm nhập mới nhất của cộng sản Trung Quốc nhắm vào cái à, khu vực vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay đầu tiên hết là cái việc mà Quốc hội cộng sản Việt Nam đề nghị là sẽ giảm án hình sự cho các tội tham nhũng đã không được người dân và những cái gọi là cử tri đồng ý và nói rằng những vụ án này đã gây tác hại trực tiếp tới đời sống của người dân. Bản tin mới nhất cho biết thì sau khi mà có những cái kết quả thăm dò và trả lời các kiến nghị của cái gọi là cử tri ở tại Việt Nam thì trong đó gần như là không đa số đều không đồng ý là giảm đi tất cả những cái án hình sự dành cho những tội tham nhũng và trong đó mục đích là thu lại nguồn tiền mặt để khắc phục những cái gọi là tham nhũng về kinh tế. Hiện nay thì gần như là các cái tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam đều bị xét xử ở trước tòa án của cộng sản việt nam tuy nhiên những kẻ bị xét xử cần phải được trục xuất ra khỏi đảng trước khi mà đưa họ ra xét xử về tội tham nhũng và thời gian gần đây thì để giảm đi tình trạng này thì Cộng sản Việt Nam đề nghị là sẽ không truy tố hình sự đối với một số những vụ án liên quan tới tham nhũng mà họ cho rằng là mức độ tham nhũng dưới 100 triệu đồng. Điều này đã bị phản đối mạnh mẽ bởi một số người nằm trong cái quốc hội được gọi là cử tri, nói rằng điều này sẽ cố tình kích thích cho tình trạng tham nhũng càng lúc càng gia tăng và không khắc phục được cái kết quả của tham nhũng. Đó là một trong những cái phản ứng từ phía Việt Nam đã đưa ra. Bên cạnh đó thì liên quan tới vụ mà bốn cô chiêu đại viên hàng không đã vận chuyển chất cấm vào việt nam trong mấy ngày hôm nay báo chí cộng sản việt nam đã bắt đầu có những cái hình ảnh tô vẽ đẹp cho bốn cô này để tránh cho bốn cô này không bị kêu án tử hình và kết án tử hình khi mà bốn cô này đưa gần 10 ký chất cấm vào trong cái lãnh thổ việt nam trong một chuyến bay từ pháp tới việt nam bản tin mới nhất cho biết thì công an đã tung ra một số những cái hình ảnh của bốn cô này trong cái tình trạng được make up đàng hoàng tức là được trang điểm đàng hoàng để mà lấy cảm tình của dư luận trước khi mà đăng cái bài phỏng vấn và trong đó cố tình cho thấy rằng bốn con này chỉ là những người à, nhận tiền à, quà sách tay hay là những mặt hàng sách tay để vận chuyển về Việt Nam và không biết đó là chất cấm đây là một trong những cái thủ thuật của công an dùng để làm nhẹ cái dư luận trước khi mà họ truy tố bốn con này trong đó thì à, công an đã bắt đầu nhúng vào trong cái việc gọi là à, một số những người à, tham gia mạng xã hội đã đưa hình ảnh các chiêu đại viên khác lên trên mạng xã hội để mà cho thấy hình ảnh của bốn con này thì công an sợ rằng là những cái hình ảnh này sẽ gây hại cho ngành chiêu đại viên hàng không và tờ báo thanh niên đã yêu cầu là phải có cuộc điều tra và mời công an vào trong đó để mà tìm cách gọi là bức hại và đàn áp đối với những ai đưa hình ảnh các chiêu đại viên với cái hình ảnh xấu xa của họ đây được xem là một trong những cái hành động mà công an muốn bao che và muốn lấy cảm tình của dư luận trước khi mà viện kiểm soát lập đơn khởi tố bốn câu này về cái tội gọi là buôn chất cấm vào việt nam theo luật của Việt Nam trên 600 gram chất cấm là sẽ bị kêu án tử hình. Nhưng có vẻ như công an không muốn dùng án tử hình với bốn cô gái này. Do đó, họ đã cho phép báo chí đăng những cái cuộc thẩm vấn của họ nhằm để gỡ gạt cái hình ảnh của bốn cô này trong mắt của công chúng. Trong khi những kẻ buôn lậu chất cấm qua ngã Lào, Trung Quốc vào Việt Nam đều bị kết án tử hình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay công an lại bắt đầu ra tay bức hại đối với người chỉ trích họ. Bản tin mới nhất cho biết từ ở Đà Đồng Tháp là có hai người Facebook đã viết những cái bài được xem là lên án về thái độ tiêu cực của công an và giờ đây thì những người này đã bị phía công an bắt giữ, bắt giữ và phạt vạ cũng như là lên lên án về gọi là hai người này bôi nhọ cơ quan chức năng. Hai người này có tên là Nguyễn Phúc Thọ 41 tuổi và Trần Bình Tâm 29 tuổi họ đã lên tiếng và kêu gọi về cái tình trạng mà cướp đất một cách và vô lý của tỉnh Bình Thuận ở khu vực ở Đồng Tháp Thanh Bình và trong đó nhà cửa của họ đã bị tịch thu và họ đã đưa những cái tin này lên trên mạng xã hội Facebook ngay sau đó thì công an đã kéo tới và đã bắt hai người này. Hai người này có cái tên gọi là Thọ Nguyễn và Trabita đã có nội dung mà được xem là lên án về cái hành động gọi là đập phá và cưỡng chế nhà của ông ta, trước cái phần bê tông ở trước cửa nhà. Sau đó thì họ ép hai người này phải nhận tội là có lời lẽ xúc phạm tới cái lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tức là lực lượng công an và hai người này đã bị buộc phải viết vào cái đơn nhận tội và nói rằng họ đã lỡ dài nhận tội đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye